đang đi mua bánh sinh nhật cho birthday girl Gia Linh. Giờ này ẻm vẫn đang còn ngủ. Ngày hôm qua excited quá cho nên á gần 4 giờ sáng mới ngủ luôn. Chị nói là con không có muốn ngủ, con muốn birthday của con luôn. Con phải ngủ dậy mới được celebrate birthday chứ. Trời ơi, nằm một lát hồi lâu tới gần 4 giờ sáng mới chịu ngủ. Bây giờ quay cái tình hình bên ngoài ha. Ban ngày của ngày thứ bảy mà cũng còn xe. Ồ, ban ngày của ngày thứ sáu mà cũng còn xe, cũng còn một số người ta đi làm. Ngày hồi chiều ngày hôm qua Hồng Loan đi exercise ở ngoài á là người ta đường vắng que, nhìn cái đường mà tự nhiên mình giỡn ốc luôn á, chưa bao giờ mà thấy cái con đường ở nhà mình mà nó vắng như vậy. Cookie and cream hả? Oreo. Oreo nè. Cô Hiếu mua tặng Gia Linh hả? Yeah. Chạy vô mua bánh thôi mà phải trang bị đầy đủ nè. Bao tay, không có bóc gì cũng đeo bao tay. Kem này ngon lắm nè, ở Việt Nam cũng có nữa. Cái gì đây? Ồ, thằng này nó vô nó ăn cắp cái tiền tip của người ta. Trời ơi, coi nè, ở trong tiệm quay được chụp hình nè, mặc đồ cũng đẹp lắm nha. Bởi vì bây giờ khó khăn quá, nhiều khi mấy đứa trẻ trẻ đó không có tiền xài, cũng nhiều khi bạn bè xúi nhau nữa rồi ra rồi chạy. Cái này mà bị bắt một cái là vừa phạt tiền, vừa bắt đi học mà vừa ở tù nữa. Rồi bây giờ về không biết ẻm vậy chưa nữa. Về làm cho chỉ miếng mashed potato đi. Chuẩn bị nha ngoại. Chuẩn bị nha. Ông ngoại đâu. Happy birthday. Happy birthday, Gia Linh. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Làm tiền quá à. Mommy and Daddy có nhiều tiền. Rồi bây giờ là phải cho con nhiều tiền trước nè. Ok. Con wish gì nữa không? Con wish cho ông ngoại bà ngoại không? Ông ngoại không có tiền. Ok. Wish bà ngoại gì? Con wish bà ngoại có nhiều tiền cho mua đầm chiêu đuôi. Mua nữ trang. Khóc quá anh ơi. Bất ngờ khóc quá. Đi bớt cho con gái. Con nói là gì? Con cảm ơn cô chú ông bà. Con cảm ơn cô chú ông bà. Để chúc mừng sinh nhật của con. Cảm ơn. Nè, có món đặc biệt nữa nè. Wow, what's that? I buy fry and chicken nugget for you. Ngoài cảm ơn Hiếu lần ngoài. Chicken nugget for you. Đây trong mùa dịch nha. Cái điều đơn giản nhất bạn giờ là thành là xa xỉ đó con. Đồ chơi cho con nữa nha, ok. Thích cái gì nó ngoại con thích gì? Surprise hả? Đồ chơi hả? Đồ chơi hả? Đồ chơi jewelry như ngoại hả? Không phải có nhiều tiền để mua jewelry. Không phải nó mê jewelry mà. Waste money hả? Mua nhiều quá. Nè, ngoài thích cái gì jewelry với gì nữa? Ngoài thích cái gì nữa? Flower nữa. Flower mà. Flower. Ồ, bạn thích cái đó hả? Đúng rồi, diamond với flower. Cái rare cho con mà có nhiều rare nè. Những cái rare luôn. Ê, đây quay cái bánh sinh nhật nha. Mấy cái là cái bình thường nhất mà giờ thành một cái ước muốn, ước mơ của em. Nghĩa là những cái bình thường của mỗi ngày mà hay ha. Đối với em. Giờ mà vẫn còn bán bánh kem cũng hay quá trời. Cho nên con có đọc cái chữ ghi trên bánh chưa? Màu blue á. Có cái bần hương nữa màu xanh lên đít nè đúng không? Nè, là quay nè những cái rất là bình thường mỗi ngày của con nít ở Mỹ mà bây giờ là những món hàng xa xỉ. Xa xỉ đối với em mừng quá. Ủa, những món hàng xa xỉ ở bên Mỹ. Ủa, sao mọi người tặng quà cho con rồi hát Happy Birthday surprise con mà con khóc? Happy. Con quá happy quá. Con thích không? Con happy quá phải không? Đây. Today có phải là best day ever không? Nhớ quà nhớ tới lớn ra con. Linh, con với ông ngoại á, Linh báo luôn á, là newspaper đó. Yeah, newspaper đó. Trời ơi. Không gì, nhớ đời hả? 4 giờ sáng mới ngủ, nói con không muốn ngủ. Sợ hết giờ. Thôi chứ ngoại thấy chị Khe Linh á, chị Khe Linh có chút sinh được con nữa. Con có trả lời cho chị Khe Linh chưa? Mình nhắn con. Yeah, yeah, khỏi ngồi ca sĩ nữa, yeah. Rồi. Ba sẽ làm một bài hát No More Cassidy. Rồi vậy em đang đây lớn rồi. Vậy là sắp lấy chồng rồi. Phải không? Thích không? No. Vậy cái chừng nào? Chừng nào mới có boyfriend? No. Quá già, quá già. Mấy tuổi? Mấy tuổi có boyfriend? 27 hả? Ồ, that's good. Mừng quá. 27 tuổi. You remember, you remember. I'm 27, my favorite number. Ồ, 27 hả? Ủa sao con thích cái number 27? Tự nhiên thích vậy đó hả? Để cộng lại 9 nữa. Cũng biết hai số cộng lại 9 nút. Chơi bài cào hả? Cộng lại 9 nút hả con? Một số hình ảnh nho nhỏ ở nhà. Mừng sinh nhật cho con gái. Rồi đây, ở đây là đang chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Đây là cái đó rồi, con cái kia rồi. Cái này hủ tiếu gà hả tỷ? Cái này là miếng gà. Miếng gà, ồ, đây là miếng gà, homemade do người đẹp Hồng Loan và Xuân Hiếu. Cái này là Hiếu nấu, Hồng Loan chỉ xé gà thôi. Ồ. Mấy ngày nay là có người bếp rất là giỏi, nấu toàn những món ăn ngon không à. Sáng là mình ăn đơn giản vậy thôi. Trưa là đơn giản một món. Chào bà nhớ surprise. Tưởng luôn. Wow. Đầy đủ nha. Wow. Có gift card nha, giờ là muốn gì là tự trả ha, không cần mẹ phải trả cho con nữa đúng không? Ủa có xê gì ba mẹ không? Thank you. Thank you ba nữa kìa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 3 tháng 4, 2020. Hôm nay là cái ngày đặc biệt lắm. Ngày sinh nhật của Birthday girl. Tang 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 tang. Sinh nhật. Ok. Viết cái gì ở trong đó vậy? Chào bà Trúc nha. Jalen birthday plans. When I'm sleeping, mommy tickles me to wake me up. Mẹ already did that. Bà dịch nha. Lát nữa lên dịch. Next, mommy and daddy massage me. Then me and mommy and daddy take a bubble bath together. It's gonna be fun. Ba người hả? Oh, yeah, oh wait, I think she can't say happy birthday to me. Huh? Oh wait, okay. Okay, call her later. Okay. Then mommy watch me play Minecraft, or I'll teach her. Teach Minecraft. Yeah. So con há về gift card rồi để bay Minecraft, con thích nữa hả? Ok, mình gọi kìa. Hi Min, happy birthday. Thank you. Best friend của Linh hả? Best friend của Linh cũng là cousin của Linh á. She's not my sister. À, cousin. I'm cousin with her. À, mình sẽ happy birthday con. Thank you Minh đi. Yeah, I did. Rồi nói chuyện với Minh đi. Ok, nói Minh đợi chút đi, Minh con ngồi lại cho Minh nha. Bye. Chúc con ngồi lại nha. Rồi, còn gì nữa không? Đã thôi anh thôi. Four rồi hả? Rồi five nữa hả? Then eat. Done done. I'm going to kitchen. Kitchen hả? I'm hungry. Cái gì vậy? Ăn rồi mà. Ok. Giờ con nói tiếng Việt cái này đi. Con giải thích tiếng Việt chứ nãy giờ con nói ba mẹ không có hiểu. Đúng rồi. Jalen birthday plan. When con ngủ, mẹ nhột con cho con dậy. Ok. Next, mẹ với ba massage con. Trời, massage nữa à. Then con với mẹ với ba take bubble bath together. Tắm hồ vui. À, tắm hồ vui hả? Vui lắm hả? Then mẹ watch con chơi Minecraft, or con teach mẹ. Teach là gì? Là con dạy. Ok, good. Then mình ăn. Done. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều thì Hồng Loan cũng xin thông báo cái tin tức mà ca bệnh ở Mỹ của ngày hôm nay là ca bệnh là 274.987 ca, người chết là 7.065 người và recover thì được 12.044. Có nghĩa là từ ngày hôm qua tới bây giờ đó là Hồng Loan thông báo quý vị đến bây giờ thì tăng 9.000, hơn 9.000, vậy là cũng đỡ hơn ngày hôm qua ha. 265 tới 274 là hơn 9.000. Và số người chết đó, thì tăng 200 mấy chục người. Nhưng mà cái người mà chữa được đó thì ít quá à. Ngày chữa được có chưa tới 100 người nữa so với cái số liệu mà đưa ra ngày hôm qua. Hồng Loan cứ nghĩ là hôm nay là sẽ được chữa khỏi nhiều ha, mà không hiểu sao chỉ được có vài chục người thôi. Cái đó là Hồng Loan update ngày hôm qua nó 4 giờ mấy và bây giờ là 3 giờ mấy thưa quý vị. Ở bên Anh á, người ta phát hiện được một số khẩu trang và những cái kit thử nghiệm bị nhiễm virus. Và họ đã đưa lên báo và cảnh báo mọi người đừng có mua những cái hàng trôi nổi ở trên eBay, nhất là eBay. Có thể là mình không có dám nói là tại eBay, nhưng mà tại vì những cái thành phần họ bán hàng ở trên eBay là những người ở bên Trung Quốc. Nhưng mà những cái kit thử nghiệm đó là do Anh họ order từ một nước khác mà. Đúng rồi. Rồi Anh order một nước khác, rồi một số người ta tự mua nữa. Thì người ta mua được những cái mask N95 mà giả, nó làm giống lắm. Nhưng mà thường N95 á, thì đúng là của Mỹ làm thì nó có những cái chất liệu nó làm nó giảm virus, nó ngăn ngừa virus. Còn đằng này những cái kit đó, những cái khẩu trang đó bên trong nó lại chứa những con virus. Có một phần những cái khẩu trang mà N95 là của cái công ty Mỹ làm nhưng mà cũng đặt tại Trung Quốc. Đó thì từ đó nó mới ăn cắp những cái cách làm, nó đem ra ngoài thì họ chế tạo ở bên ngoài. Thì quý vị cũng biết mà, Trung Quốc làm ra là đồ mà chẳng những mình không sử dụng được mà nó còn hại cho sức khỏe của mình nữa. Mà bây giờ lại phát hiện những cái kit thử rồi những cái khẩu trang như vậy, mình cảm giác giống như là cố tình để mà làm, để đưa bệnh đến cho mọi người vậy đó thưa quý vị. Những cái kit thử đó thì anh họ order từ một cái nước khác, thì từ cái nước đó họ cũng lấy hàng sản xuất từ Trung Quốc mà đưa qua. Đó là một cái nghi vấn rất là lớn của thế giới hiện nay. Từ tháng 3 đó, là khi mà mọi người ấy lo sợ đó, thì Lộc có order một cái mẫu mặt nạ đó, mà kiếm lên Amazon, kiếm cái mẫu mặt nạ mà N95 nhưng mà không còn hàng. Thì Lộc thấy một cái mẫu mặt nạ nó tương tự thôi, thì Lộc mới order về, bỏ ra bà này mới kêu thôi anh đi dục đi. Mấy anh China vừa mở cái hộp ra thấy là để mà anh China không dám đụng vô luôn á. Khi vậy nói Lộc thôi đeo bao tay vô đem đi ra ngoài liền. Mà người ta mới tìm ra một cái số lượng thống kê rất là lớn là vì sao nước Mỹ là bị cái con virus này quá nặng. Đó là bởi vì số lượng khách du lịch từ Trung Quốc và từ châu Âu đến Mỹ từ hồi tháng 12 cho đến tháng 12 năm 2019 cho đến tháng 2 năm 2020 với cái số liệu khủng khiếp là từ Trung Quốc á, là 760.000 người. Rồi từ châu Âu là những cái nước chính như là Ý, Anh, Tây Ban Nha, thì là qua tới Mỹ du lịch đó là 2.800.000 người. Khủng khiếp không quý vị? Đó là những cái ổ dịch mà đã phát trước Mỹ không quý vị thấy không? Cho nên đó là lý do chính vì sao. Và những cái khách du lịch họ qua thì chủ yếu là họ đi đến đâu nè? Họ đi đến New York. New York là số 1 rồi đó. Rồi á, Seattle thì họ đến Seattle là vì Seattle có cảnh đẹp và ở đó rất là nhiều người Trung Quốc ở. Nó gần Canada. Và nó là biên giới với Canada thì có thể họ từ đó họ đi qua Canada được luôn. Và một cái điểm du lịch thứ ba mà người ta rất ưa chuộng là Hollywood, Los Angeles, những cái điểm du lịch nổi tiếng. Cho nên vì vậy mà nó lây lan quá nhanh. Ba cái điểm đó là ba điểm giống như thành phố chính, thành phố lớn của Mỹ thì họ phải đi tới. Mà thường những cái người mà bên Trung Quốc đó họ đi du lịch qua chắc chắn là họ phải đi tới những chỗ đó. Mà Trung Quốc mà đi qua đây từ hồi tháng 12 là ở Vũ Hán nó đã bệnh từ hồi tháng 11 năm 2019 rồi. Là những người đó là đem cái bệnh lây lan qua là kinh khủng nhất. Lại cũng từ Trung Quốc nữa thưa quý vị. Rồi á, quý vị ơi, Lộc coi một cái clip rất là phải nói mà bức xúc dễ sợ. Một cái người phụ nữ, người Trung Quốc, nói tiếng Trung Quốc mà đi giống như Lộc nhìn cái cảnh thì Lộc nghĩ là ở Seattle hay đâu đó. Bà đi restroom, bà đi number 2 á, đi bu bu á, mà bà đi trước nhà người ta. Cái cô chủ nhà cổ có cầm camera, cổ ra cổ quay xong, cổ đợi cho bà đi xong rồi bà đi ra ngoài, cổ mới chạy theo, cổ nói bà ơi tại sao bà lại đi bu trước cái cửa nhà tôi, bộ bà không có chỗ đi hay sao mà bà làm như vậy. Cái bà Trung Quốc bà đâu biết tiếng Mỹ hay là bà cố tình không biết, bà làm như vậy đó. Cái đó chỗ này là chỗ con tôi thường ngày nó chơi mà sao bà lại như vậy. Cái ý thức người ta kỳ quá. Có dân Trung Quốc đi đâu cũng ỷ bậy được cái đó. Rồi mỗi một ngày là mình lại thấy những cái điều mà nó quá tệ hại mà tới những cái loại người đó. Rồi bà nó chạy là bà hốt, bà lấy cái bao ni lông mà hốt, bà lấy tay bà hốt nha. Cái bà Trung Quốc, quý vị coi cái video này đi. Bà lấy tay bà hốt Xong cái cặp vợ chồng người Mỹ này thì cũng rất là nice, cũng rất là dễ thương. Trời, quá lịch sự luôn. Bà có cần tôi đưa thêm bà bao ni lông nữa không? Cái xong rồi bỏ mà đi. Không nghĩ, không hiểu được, đã qua một cái xứ sở như vậy mà còn như vậy nữa. Người Mỹ nhiều khi họ quá lịch sự, họ quá lịch nhẹ nhàng, lịch sự. Gặp Việt Nam là chắc cầm chó trà đập rồi. Gặp mà mấy ông mà Việt Nam mà nóng tính là quýnh thiệt luôn. Bởi vậy quý vị, cái vấn đề mà đi toilet đó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên đó, không biết là bà đó bà có bệnh không nữa. Bà mà có bệnh là coi như là virus nó sẽ lây lan khắp nơi trong cái gia đình đó luôn á. Bây giờ người ta nói là chúng ta phải cẩn thận, rất là cẩn thận khi mà đi cái toilet công cộng. Là bởi vì á, cái con virus đó, mà nó từ trong phân của người bệnh đó, là nó đưa ra cái virus kinh khủng lắm. Thì quý vị cũng biết không phải là ở trong đó, nhưng mà nó sẽ phát tán ra ngoài không khí. Cho nên tất cả những cái vật dụng gì bên trong toilet là nó sẽ bám vào hết. Và bây giờ người ta biết được là con virus á, như hôm qua Hồng Loan nói quý vị là trong bệnh viện họ lấy cái mẫu không khí thì họ tìm được, phải không? Bây giờ họ biết được là con virus nó trong không khí là khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Đó, cho nên khi mà chúng ta vô cái toilet công cộng thì rất là nguy hiểm. Biết đâu có người nào đó họ bệnh, họ đi rồi mình đi vô thì virus nó còn ở trong đó. Cho nên chúng ta phải rất cẩn thận. Tuyệt đối là coi như là từ hồi giữa tháng 2 cho đến bây giờ Hồng Loan đi đâu Hồng Loan không có dám đi toilet thiệt luôn á. Ráng nhịn, cha dự nhà. Ráng nhịn luôn, thiệt sự thật là như vậy. Đàn ông mình thì dễ rồi, đàn ông mình chỉ cần cái chai nước suối thôi. Nói giỡn cho vui nhưng mà là thiệt. Tại vì bây giờ thời buổi bây giờ mình phải bảo vệ cho mình thôi. Rồi quý vị ơi, hôm bữa là cũng có nói là đừng nên đi ra công viên hoặc là ra ngoài biển nữa. Tại vì cái không khí, trong không khí, con virus nó sống trong không khí. Mình ra nè, mình đi dạo nè, hoặc là nhiều người chán quá ra biển bơi, cũng có người bơi. Rồi những người đi lướt ván, rồi rất là dễ bị nhiễm. Tại vì trong không khí nó di chuyển, cái con virus nó 3-4 tiếng, 2-3 tiếng đồng hồ nó mới chết. Ở biển thì gió nó cũng mạnh, nhiều khi nó đâu ra nó cũng thổi, nó bay trúng mình nữa cũng nguy hiểm lắm. Cho nên thôi đừng đi đâu nữa hết, đừng relax gì ngoài biển nữa hết nha quý vị. Rồi nếu mà chạy xe đó, quý vị chạy xe nhớ bấm nút close nha, đừng bấm nút open. Tại vì nút close đó là cái gió nó không có vô, cái không khí nó không có vô trong cái xe mình. Bấm nút close đi, mở máy lạnh lên rồi bấm nút close để cho gió đừng có vô. Nhiều khi gió nó vô con virus nó chui vô theo. Cái đó là mình suy nghĩ thôi, có thể là không có nhưng mà mình phòng ngừa trước thì chắc ăn hơn. Trong thời điểm này thì mình càng kỹ càng tốt. Hồng Loan cũng nhận được một cái tin buồn là ngay thành phố Huntington Beach ở gần khu của chúng mình đang ở đây thì có một cái cô gái đó 32 tuổi thôi mà cổ vẫn đi làm bình thường quý vị. Ngày hôm nay thì cổ vẫn làm bình thường, thì qua ngày hôm sau cổ cảm thấy mình hơi sốt, hơi đau người chút xíu đó. Rồi cái qua ngày hôm sau nữa thì gia đình mới đưa cổ vô bệnh viện. Vô bệnh viện thì bệnh viện họ phát hiện là cổ nhiễm Covid-19 mà dương tính đó. Và một ngày sau là cổ ra đi. Quá nhanh luôn, quá nhanh. Mới có 32 tuổi thôi, nhưng mà người ta không biết là cô đó là có bị cái bệnh gì khác ngoài cái bệnh Covid-19 không. Gia đình thì nói là cô rất là mạnh khỏe, không có bệnh gì hết đó, nhưng mà nhiều khi cũng chưa đi bác sĩ, chưa có biết được. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta nè, nhiều khi trong thời điểm này mình bị phát một cái bệnh gì đó mình cũng không có biết được đó. Rồi cơ thể mình nó yếu đi thì rất là dễ con virus nó vô một cái là nó quậy nát cái cơ thể của mình liền. Khi mà nó phát cái bệnh ra đó, nó cái thời gian nó ủ bệnh đó, trong thời gian mà nó ủ bệnh đó, là nó mạnh mẽ nhất. Như Hồng Loan nói với quý vị, thời gian ủ bệnh là trước khi mà phát hiện cái người bệnh bị bệnh là nó lây lan khủng khiếp nhất luôn đó. Hồi nãy giờ mình nói chuyện mà hình như là mọi người nghe lo sợ quá phải không? Thôi không nói chuyện nữa, mình nói cái tin vui đi ha. Sáng nay nhận được một cái tin rất là vui là một cái trường đại học ở Brisbane ở bên Úc với quý vị, họ đã tìm ra được cái vaccine để mà ngăn ngừa con virus Vũ Hán này. Thì họ đang nộp đơn lên cho FDA để mà chờ FDA approve. Đó, cái tin đó là quá vui luôn. Hôm qua thì mình nghe tin là trong tháng này sẽ cố gắng đưa được cái vaccine ra. Nhưng mà hiện bây giờ bên Úc là ông giáo sư và các học sinh của ông đã nghiên cứu được cái đó rồi. Cái đó nó không phải chích, không phải tiêm gì hết quý vị, mà nó làm bằng cái giống như cái bên đây ha, cái dán lên, dán mà dán cá nhân đó, bằng cá nhân giống vậy à. Nhưng mà trong đó thì nó có tới 400 cái cây kim nhỏ, thì khi mình dán vô đó thì nó sẽ hút vô cái da mình, thuốc nó sẽ thấm vô da, thấm vô da mình, và nó sẽ tan biến, nó lan tỏa cơ thể mình để mà nó kiếm cái đó, nó bảo vệ, nó tiêu diệt, nó lan tỏa vô cái cơ thể mình, nó tạo cái kháng thể cho cơ thể mình để chống lại cái con virus đó. Yeah, một cái tin rất là hay ha, quá hay luôn. Mình không cần phải chích, người nào sợ chích thì cũng không có sợ. Nhưng mà bây giờ là đang chờ FDA approve, mong là FDA sẽ giải quyết trong vòng mấy ngày nữa, tại vì quá là cấp bách mà, chứ không phải là từ 9 tháng tới 18 tháng nữa. Cái trường đại học này nè quý vị, là họ chuyên nghiên cứu về những cái bệnh như bệnh SARS rồi bệnh những cái bệnh mà lây nhiễm dịch này, thì không ngờ cái nghiên cứu của họ nó lại trùng hợp với cái con virus Vũ Hán này, cho nên họ đã có được cái kết quả rất nhanh. Cầu xin là trong một cái thời gian rất gần, vài ngày nữa thôi là sẽ được approve ra cái thuốc đó cho mọi người chúng ta. Thì đương nhiên đầu tiên thì bác sĩ, y tá và cảnh sát chắc chắn là phải được dùng cái đó trước rồi thưa quý vị. Nhưng mà có được là chúng ta mừng rồi ha quý vị ha. Và một cái câu chuyện vui nho nhỏ gửi đến quý vị ha. Ở thế giới người ta sản xuất ra những cái kit nào là từ mấy ngày, rồi mừng nhất là 2 tiếng, mấy cái kiểm nghiệm ấy, cái kit thử nghiệm 2 tiếng, rồi 45 phút, rồi mới đây nhất là Mỹ đã sản xuất ra được cái kit thử nghiệm là 5 phút. Nhưng mà coi này nha, cái này là thử nghiệm chỉ cần 3 giây thôi đó quý vị. Coi nè ha, cô gái đứng ngay cửa, cứ người đi vô cái cổ rờ trán một cái rồi không bệnh, vô rờ trán người này bệnh, đi ra đó, cái cổ cứ làm vậy đó, chỉ cần 5 giây thôi. An toàn ha. Cô khám bằng cái tay không cổ á. Quý vị ơi, còn á, quý vị hồi nhỏ đó mình đi đâu mà đi ra đường về không xin phép ba mẹ đó là bị ăn đòn liền, cầm cái chổi quất, bên cây quất. Còn giữa đời đó không bị hoài. Bị hoài, ai cũng bị mà quý vị. Còn bây giờ nè, coi nè, người lớn nè, đi ra đường nè. Người lớn đi ra đường là mới bị quất đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Không có tuân thủ cái lệnh đó. Giống như ở bên Texas đó quý vị, có một cái thành phố nó tên là Alfredo gì đó, ở biên giới của Texas đó, thì đi ra ngoài không đeo khẩu trang phạt 1.000 đô. 1.000 đô. Dễ sợ quý vị, chưa? Thành phố đó ráng ở nha. Texas ở này ráng nha, ráng chú ý nha. Lỡ mình đi đâu mà mình lái xe đi vô cái khu vực thành phố đó là mệt lắm á. Quý vị nhớ cẩn thận. Là có một cái clip, một cái video clip này do một người bạn ở Las Vegas gửi cho Lộc. Las Vegas là quý vị biết là thành phố lúc nào cũng náo nhiệt, vui vẻ, lúc nào đèn cũng chết tắt, xe cộ đông đúc, người đi tấp nập. Mà bây giờ quý vị nhìn đi. Đó. Không một bóng người hả? Không một bóng người, chỉ có một chiếc xe nó chạy à. Lâu lâu cũng có thêm chiếc xe nữa. Rồi á, đường phố xung quanh nó y chang như là cái thời mà Las Vegas mà cách đây mấy trăm năm quá. Từ thời mà chưa xây dựng nó giống vậy đó. Mình đi vô một cái thành phố quan vậy. Hồng Loan đứng mà nhìn mà cái sự trống vắng á, tự nhiên mình giỡn ốc hết. Mình thấy sợ, dễ sợ luôn. Đó. Chuyện vui rồi tự nhiên bẻ qua cái chuyện lo lắng nữa. Nè quý vị coi, hồi đó đó mà anh trai mà thấy con gái đẹp á, mà sáp vô á, thì cô nàng nhiều khi cũng ẻo tới ẻo lui rồi phải không? Còn bây giờ này nha, đừng có hồng ha, giữ khoảng cách nha. Cô này dẻo dữ ha. Rồi hôm nay một vài hình ảnh vui vẻ gửi đến quý vị ha. Hôm nay thì Lộc với Loan cũng bận rộn để mà lo cho birthday girl, tội nghiệp quá à. Đó, năm ngoái không làm được cho ẻm, tự vì gia đình có công việc đó, cho nên hẹn năm nay làm bù. Rồi cuối cùng cái bà Covid này bà quậy quá luôn. Rồi em cũng không được làm birthday. Xin phép quý vị thời gian để dành cho con gái ngày hôm nay nhiều hơn ha. Chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lần sau.